các bạn, welcome back to my channel Cường Gang Group Official. Thì hôm nay mình sẽ không ăn cơm nữa, mình chuyển qua là mình ăn cháo nha, để cho là thay đổi khẩu vị. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn là món là cháo nghêu lụa nấm rơm. Thì thành phần của mình là chỉ có 3 loại thôi. Thứ nhất là nấm rơm nha. Nè, mấy bạn thấy cái nấm rơm không? Nhìn rất là hấp dẫn không? Nấm rơm này là mình mua là người ta đã làm sạch sẵn rồi. Mình chỉ có là gọt cái phần đít của nó này để nó dính một miếng rơm thôi, mà nó rất là tay người ta đã làm sạch. Sau đó là mình ngâm với lại nước muối khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi mình để ráo là được nha. Còn đây là cái phần là nghêu lụa. Cái này là cũng là người ta bóc tách sẵn hết rồi. Mình chỉ cần là về là rửa sạch, ngâm nước muối rửa sạch với lại nước chanh hoặc là một miếng gừng để cho nó mất cái mùi hôi của hải sản á là xong. Thì gạo của mình á, thì thứ nhất là mình một chén cơm như này, mình để chỉ cần 1/3 chén cơm thôi là được. Nhưng mà để cho nó ngon, để nó có độ sắn mịn dẻo thơm á, thì mình bỏ thêm một cái xíu nếp nữa nha mấy bạn thấy đó. Và mình có 3 phần gạo 1 phần nếp. Thì một cái chén cơm vậy thì gạo nếp là khoảng chừng 1/3 chén thôi là được rồi, tùy theo số lượng người ăn thôi. Rồi thì để mình cắt cái phần nấm rơm này nha. Nấm này mình đã làm sạch rồi, mình cắt ra mấy cái cục bự thôi. Tại vì mấy cục bự này nếu mà chín á, mình cắn ra một cái là mình bị phỏng luôn á. Tại vì phía trong là nó rất là nóng. Đây, cái này mình làm rất là nhanh. Đây, đó. Rồi gia vị thì mình chỉ có là muối, hạt nêm là được rồi. Rồi đặc biệt là phải có hành và tiêu nha. Cái này thì mình không có cần cho đường hay bột ngọt gì hết, tại vì cái phần nấm này rất là ngọt, cộng thêm phần nghêu lụa này cũng cực kỳ ra nước ngọt luôn. Nên là mình giữ phần là ngọt tự nhiên. Cái nồi hầm này thì mình chọn chế độ là súp cháo nè, rồi nấu là trong vòng 1 tiếng 30 phút. Rồi khi nấu thì mình hay mở nó ra để mình khuấy cái nồi nha, để cho nó không có bị khét ở dưới đó, thấy không nè, đó mình thường xuyên khuấy, tại vì nếu mà không thì cái phần gạo và nếp của mình nó sẽ dính ở đáy nồi. Cái chế độ hấp của mình là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà thực sự là mình nấu trong vòng khoảng 1 tiếng là ok rồi, thì sau đó mình tắt là được. Đây mình đã nấu được 30 phút rồi nha các bạn. Đây đây mình mở lên nè, đó cái nồi của mình là được 30 phút rồi. Đây nó đã chín rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ phần nghêu vô trước nha. Nè, đây là phần nghêu mình bỏ vô trước đó. Mình bỏ nghêu vô, mình sau đó là mình nấu cho nó sâu lên, rồi mình sẽ nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn, rồi mình bỏ nấm vô, mình nấu được vòng 15 phút nữa là xong. Rồi mình bỏ nấm rơm nha, cái này là nấm rơm của mình này, mình bỏ vô. Rồi mình sẽ nấu cho sâu lên nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ phần gia vị cuối cùng nha, là bao gồm hành với lại tiêu. Mình sẽ múc ra tô và thưởng thức nha. Đây, lâu lắm rồi mình mới ăn cháo nấm rơm với lại thịt nghêu lụa. Thử miếng này. Cái vị nó là nó ngọt. Ngọt kiểu ngọt thanh mà ngọt của hải sản với nấm rơm nó rất là ngon. Hành với tiêu. Nó nóng, nó cay. Gọi là dễ cảm luôn á. Ăn cái này nhớ nè, hồi xưa nhà mình dưới quê cũng trồng nấm rơm vậy nè, nhưng mà đâu có được ăn cái nấm búp búp tròn tròn này đâu, tại nấm búp tròn tròn này là mất tiền nên là toàn là để đi bán thôi. Còn ở nhà là ăn gọi là nấm dù, tức là cái nấm mà nở ra thành cái dù luôn á, thì chỉ ăn được cái đó thôi, tại vì bán thì rẻ tiền nên chỉ ăn đó thôi. Thì người Việt Nam mình mà cái gì mà ngon toàn thì bán chỉ cho, còn cái nào dở là nhà mình ăn thôi. Làm nấm rơm rất là cực, mấy công đoạn dụ làm meo hoặc là làm luống rồi tưới nước gì không nói, nhưng mà thu hoạch đó, tức là 3-4 giờ là đã dậy hay nấm rồi, để sáng sớm là bán. Tại vì nếu mà để trời nắng lên á thì nó mấy cái búp này nè nó rất là mau để nở ra thành cái dù, mà nấm dù thì nó rất là rẻ tiền, còn cái nấm búp tròn tròn thì nó sẽ mất tiền hơn, nên là làm nấm rất là cực. Ngọt ngon quá, cái này mình nấu ăn là chất lượng luôn. Chứ còn đi ở ngoài á, người ta bán cái gì mà có nấm rơm bỏ rất ít, tại nó cũng mất tiền. Cái này mình mua 1 ký nấm rơm là 140.000 một ký, nhưng mà mình bảo quản được tới 4-5 ngày nên là ăn được tới mấy lần luôn. Cái này nấm này nè, mình xào lên cũng được, nấu canh cũng được, mà kho cũng được luôn. Có nghĩa là món nấm này là làm được rất là nhiều thứ. Nếu bạn nghe mình nói từ nấm rơm mình thấy lạ không? Ở dưới miền Tây mình hay kêu là chữ nấm rơm, cái nấm chỉ còn đúng của nó là nấm rơm nha. Cái này nè, nếu mà nó nóng sôi cắn vào một cái là nước ở trong nó nóng, là có khi phẩm một hồi nhỏ ăn chiên gia bị cắn gọi là phóng lưỡi luôn ạ. Cái phần nghêu lụa này nè, ăn rất là ngon, thịt nhiều ngọt. Mình cũng chưa biết cái con nghêu lụa này là cái hình hại đã ra, tại vì người ta bán là người ta bán cái thịt nó không, mà chứ không có bán nguyên con là mình cũng chẳng biết. Có phần cháo này nè, do là mình để một miếng nếp vô nên nó thơm, mà nó kiểu nó dẻo dẻo á, nó cái độ mà đặc nó sẽ nhiều hơn. Mình thích ăn cháo mình đã đặc, chứ còn cháo lỏng quá không có ngon.
nấu cháo ngọt á, là mình do gạo mình nấu bình thường, đổ nhiều nước. Còn có người là người ta thích nó là rang lên cho nó thơm, rồi nấu thì nó nghe cái mùi thơm của gạo nhiều hơn. Mình thì cũng thích nhưng mà làm biến á, mình không có làm cái kiểu đó. Xong rồi nhớ bạn, mình ăn trong vòng khoảng 5 phút xong một tô cháo. Đây để mình ăn lai xét đu đủ dấu. Ở đây mấy bạn nào mà ăn đu đủ mà bỏ hộp không? Nếu mà bỏ hộp thì rất là phí nha. Cái hộp đu đủ á, mình rửa cho sạch cái lớp mà màng nhầy á, rửa cho sạch đi. Sau đó mình phơi, mình đâm giá ra sử dụng y như tiêu, rất là ngon mà nó tốt cho đường ruột, nó tẩy dung sáng là tự nhiên luôn, có nghĩa là nó có cái chất tẩy để tẩy dung á, tự nhiên luôn, rất là tốt. Nên bạn nào mà ăn đu đủ á, cái phần hộp đu đủ già, cái phần hộp đen á, mình rửa sạch xong đó mình phơi hai nắng cho nó khô, xong mình đâm mình giá như tiêu, sử dụng y như tiêu luôn. Còn nếu mà bạn nào ngày á không có quen á, thì mình có thể là mình trộn với tiêu của mình đó, rồi mình làm cái gì mình rắc tiêu rồi rắc hộp đu đủ mình ăn rất là bình thường, không có cái gì hết. Cái vị nó cũng là the cái cay tương tự với tiêu, chắc chắn luôn là có nhiều bạn sẽ không biết được công dụng của cái hộp đu đủ. Các bạn nhớ bấm đăng ký subscribe kênh của mình nha, để mình có thêm động lực mình làm thêm nhiều video mới cho các bạn nữa. Kênh của mình là Cường Kênh Cúp Official nha các bạn.